Thank you.
À, nhưng mà bố em chơi đấy. Bố mới ra ba. Ốc nó có nhiều đạm đâu. Ốc đấy, xong anh gửi luôn cho bà, bảo xôi nếp cẩm đây. Nó mát đồng chí Quyết nói là ngày mà đồng chí Quyết về hưu ấy thì anh Quý đừng có mà chống gậy đến, đúng rồi. Mà đi bình thường. Nhưng mà lúc đấy nghe rằng là anh Quý lúc đấy cũng không giống như là đọc sang sảng nghị quyết lúc đấy là chẳng. Người cao tuổi sẽ nói là Quyết ơi, con nhớ anh không? Quý nhà đến đến chia tay em mày mày còn nhớ cái mình bỏ quên quang cầm quyết bỏ quên quang cầm.